Một hôm, khi Phật đang thuyết giảng giáo lý của mình cho các vị đệ tử dưới một cội cây lớn, thì bỗng nhiên có một người tu sĩ Bà La Môn đi đến xúc phạm và có ý định tấn công Ngài. Nhưng, dưới cái nhìn trí tuệ của một bậc toàn giác, Ngài đã phản ứng lại thái độ giận dữ bằng sự im lặng hoàn toàn. Khi ấy, vì quá ngạc nhiên trước cách hành xử của Đức Phật, người đàn ông Bà La Môn đã hỏi Phật rằng tại sao lại im lặng nghe ông ta chửi. Đức Phật đã trả lời một cách bình thản: nếu ta tặng ông một món quà, ông không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thuộc về tôi, người đàn ông đáp. Đức Phật gật đầu và giải thích: cũng như vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù một số người quyết định lãng phí thời gian và năng lượng của họ cho chúng ta bằng những lời lẽ xúc phạm, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn rằng liệu mình có nên tiếp nhận nó hay không. Cũng giống như chúng ta chọn chấp nhận món quà hay trả lại cho người tặng. Nếu bạn chấp nhận, bạn cầm quà, nếu không, người xúc phạm bạn đơn giản chỉ là một người đáng thương bị bỏ mặc với cách hành xử tiêu cực của họ. Hãy thư giãn và nghiền ngẫm lại câu chuyện rất ý nghĩa này. Hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào bụng, rồi từ từ thở ra. Lặp lại việc hít thở thật đều đặn. Trong lúc nghe những âm thanh êm dịu này, bạn sẽ từ từ đi vào giấc ngủ thật ngon. Thank you.